Và bây giờ tiếp tục chương trình, Mỹ Hạnh xin mời quý vị chúng ta cùng lên sân khấu để gặp gỡ với một người nghệ sĩ mà phải nói rằng với rất nhiều vai diễn và giọng ca trong trẻo đặc biệt, với làn hơi phải nói rằng là tuyệt vời mà quý vị yêu mến, nhất là các cô các bác lớn tại Đình Thần Mỹ An. Xin An Mỹ, xin mời quý vị chúng ta ngay bây giờ sẽ hướng lên sân khấu và gặp gỡ với ông hoàng sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương. Một tràng pháo tay thật lớn ha. Cảm ơn Minh Vương, xin kính chào quý khán giả kính mến. Trước khi hát, Minh Vương kính chúc quý khán giả luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an, mạnh khỏe và may mắn. Minh Vương hát bài Tân Cổ Giao Duyên, tác giả Đăng Minh. Bài giọng cổ được mang tên Hủ Tiếu Gõ. Time.
Yeah, xin cảm ơn các bạn. Dạ, chúc chị quen ha. Xin cảm ơn quý khán giả đã dành tình cảm cho Minh Dương. Và sau đây, Minh Dương hát bài cũng tân cổ giao duyên, tác giả Đăng Minh. Bài giọng cổ được mang tên Thằng Bồn. Thằng Bồn có cái quạt mò, phú ông xin đối mà bò bò chín trâu. Lấy đi bò mời, lấy đi bò mời, bòm răng bòm chẳng lấy đâu. Bom răng bom chẳng lấy mẹ, phú ông xin đối một bè gỗ lim. Lấy đi bà ơi, lấy đi cô ơi. Bom răng bom chẳng lấy liềm, phú ông xin đối con chim là chim đội mồi. Lấy đi bà ơi, lấy đi bà ơi. Bom răng bom chẳng lấy mồi. Nắng mưa khuya sớm mà
Dạ cảm ơn chú rất nhiều và cảm ơn tất cả ông bà cô bác. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ, con thấy ở dưới khán giả yêu mến mà đứng vỗ tay và đứng lên luôn.